chân vẫn đang chân đất nhé, thậm chí chân đất chạm vào chân em hơi bẩn đi chân đất. Đấy, qua dưa. Đấy. Em chào các bạn đang theo dõi kênh Nhật XV nhé. Hôm nay em lại làm một video để mở hộp chiếc ổn áp cách ly công suất lớn 20kVA. Vì em một tay em quay bằng điện thoại rồi, đâm ra là em đã rút sẵn hộp ra rồi các bác nhé. Bởi vì một tay rút nó khó, và em cũng đã đấu điện sẵn rồi, để bây giờ là coi như là em chỉ là mở hộp tượng trưng thôi, và để review các tính năng rồi các đo dòng không tải của nó cho một số bác thắc mắc là muốn dùng máy to này nhưng mà không biết sợ nó có hao điện không, nó có một tháng nó hết nhiều tiền điện không. Thì ở video này em sẽ đo lên đây, em có cái đồng hồ đo các thông số, tức là dòng tiêu thụ không tải của cái máy đấy, và đồng thời em cũng trả lời một vài những cái câu hỏi nhỏ của các bác về cái ổ cách ly này, chẳng hạn như hai cái này thì khi nào ta lên dùng áp này và khi nào lên dùng áp này, và cái quạt gió khi nào chạy, rồi là những câu hỏi nhỏ nữa thì em sẽ trả lời hết ở video này. Các bác nhớ theo dõi hết video nhé. Thì đầu tiên em sẽ so sánh những cái máy nhỏ này, thì so với những cái máy nhỏ chẳng hạn máy 7 hoặc là máy 10kVA kia thì nó khác, cái máy này là công suất lớn, có thêm một quạt gió đằng trước và vẫn có quạt gió đằng sau, tức là một quạt thổi vào một quạt hút ra, bởi vì nó là công suất lớn, khi chúng ta dùng tải lớn thì nó cần phải nó tản nhiệt tốt. Thế là một, và thứ hai nữa là nó không có cái ổ cắm đằng trước. Đấy, những máy nhỏ nhỏ kia, máy 5-7kg, 10kg thì nó có ổ cắm trước để tiện cái gì gần đấy mình cắm, như là tủ lạnh hoặc gì đấy. Thì nói chung là cái đấy cũng chỉ tiện thì mình cắm thôi, bởi vì cái ổ cắm thì công suất nó nhỏ thôi, nó không chịu được lớn. Còn ngoài ra thì máy nào cũng có những cái cọc đấu ông sao nhá, chẳng hạn như máy 7 hoặc máy 10 đều có những cái cọc đấu ông sao, cọc bằng đồng để mình đấu vào, như tổng gia đình sẽ được công suất lớn đấy. Và máy thì cũng 20kVA này thì tính năng nó cũng giống như những cái máy nhỏ kia nhá, chẳng hạn như nó cũng chống giật này, rồi là cắt xét an truyền, cũng như chống xét an truyền đấy, ngăn máy này nó ngăn lại, nó không cho truyền vào trong nhà để bảo vệ đồ điện cho chúng ta đấy. Chống xét an truyền này, rồi chống giật này, chống xét an truyền, rồi lọc điện tổng nhà. Khi chúng ta lắp vào cái máy này đồng nguồn thì qua hết cái này thì nó sẽ lọc tổng luôn điện trong nhà, cũng như chống nhiễu đấy. Nếu các bác chơi âm thanh audio thì sẽ hiểu cái hơn, có nghĩa là nó lọc được những xung nhiễu tần số cao để nó lọc điện sạch cho nhà chúng ta, rồi đồ điện chúng ta dùng nó sẽ tốt hơn, nhất là đối với là âm thanh. Rồi là ổn áp điện, một chức năng rất là quan trọng, có nghĩa là ngoài chức năng cách ly chống giật chống nhiễu ra thì nó là ổn định điện đó. Điện nhà chúng ta bây giờ thì đa số là, phải nói là đa số là khỏe nhá, toàn 230 thậm chí 240, như nhà em đấy là lúc khuya em nhòm đồng hồ nó còn lên 249-250 các bạn, nên là đồ điện chúng ta mà cứ dùng ở cái điện áp cao mà thời gian dài thế thì nó sẽ rất là hại đồ điện, nhất là những đồ điện đắt tiền cái thứ đấy nó còn càng kén điện hơn, đồ của Nhật hoặc là đồ của gì đấy thì chúng ta cứ dùng thời gian dài thì nó sẽ làm già linh kiện, rồi nó làm kiểu như phòng tụ cùng nhất này, nó sẽ giảm tuổi thọ của máy đi đấy. Hoặc là nhiều người cục sạc cái thỉnh thoảng lại hỏng là do nó điện cao quá, nó cũng quá ngưỡng điện áp của nó, nên là khi có cái máy nào dù điện cao thì nó dìm xuống, còn nơi nào điện yếu thì nó càng hay, tức là nơi nào điện yếu thì nó lại kéo điện lên chúng ta sử dụng, thì lúc này chúng ta được 220 thì nó rất là hay đấy. Ngày xưa thì người dân thì điều kiện nó còn chưa được dư giả như bây giờ, thì chỉ điện yếu lắm thì không dùng được thì mới phải mua đi qua để kéo để điện dùng, nhưng bây giờ thì không cần phải yếu, người ta vẫn dùng các bạn, bởi vì chúng ta mua một lần nhưng chúng ta sử dụng lâu dài, sử dụng cả đời, chúng ta bỏ tiền ra một lần giống như chúng ta bỏ tiền mua một cái tủ lạnh hay mua một cái điều hòa thôi, nhưng mà nó lại mang đến nhiều lợi ích, chúng ta nhiều tính năng, chứ không như đi qua đầu điện yếu chúng ta mới kéo. Bây giờ điện khỏe nhiều nhà còn bán, nhưng mà đến là người ta bán thôi, chứ còn tính ra chúng ta cứ để chúng ta dùng nó rất là tốt, tức là ổn định điện như là chúng ta. Nhiều nhà họ vẫn để không bán được, nhưng có nhà thì lại bán. Thế con máy này thì nó chẳng tốn điện đâu, nhiều bác sợ nó nuôi nó là tốn kém, nhưng còn nó chẳng đáng kể về mỗi tháng. Đây em đi quay luôn cho các bác xem này, đây đang đấu điện vào này, điện vào là hai cọc trên nhá, điện dưới là có hàng dưới này, nó có 0V này, 100 này, 200 và 220. Tí giờ mình sẽ quay rõ hơn. Đây điện dài đang đấu vào cái dây đằng trước để tí em test chống giật cái quạt gió này. Thế còn đây là em đang đấu điện vào nhá, đây các bác xem này, để em tắt đi cho các bạn trước đã, tắt đi thì bây giờ không điện ra nhá, máy chưa hoạt động nhá, mà duy nhất chỉ có đồng hồ này đã báo này, báo là điện áp vào, tức là để chúng ta biết là đã có điện vào ổn áp này. Đây thì cái đồng hồ này nó sẽ báo là 1,2W này, có nghĩa là đấy nhá, đang là 1,1W, nó chỉ gọi là cái báo cái đồng hồ led cái thứ thôi. Thì
Thì bây giờ em sẽ bật lên cho các bác. Đấy, bật lên là có đèn ra nhé. Xem nó là bao nhiêu watt này. Các bác nhìn này, 0.1A, tức là có 19.6, chúng ta gọi là 20W đi, làm chẵn là 20W. 20W là 20W trên giờ các bác nhá. 20W 1 giờ thì là 10 giờ. Là 200W. Đấy, 20 giờ là 400W, còn 4 giờ lẻ nữa là 80W đó. Thế có nghĩa là một ngày chúng ta hết 480W điện. 480W điện có nghĩa một chưa được một nửa số điện, chúng ta làm chẵn thì thành gọi là nửa số điện đi. Một ngày nửa số điện, nhưng mà 30 ngày thì thành 15 số điện. Thế là mỗi tháng chúng ta hết 15 số điện nhá. Thì mỗi một số điện thì chúng ta cứ tính loanh quanh nó vào độ 2.000 hơn 2.000 đấy, thì một tháng chúng ta hết độ hơn 30.000 tiền điện thôi. Chẳng đáng kể, nói chung là bằng một bát phở, bằng một bát phở, bằng một gọi là bữa ăn sáng nhẹ nhàng. Để chúng ta đổ lại, chúng ta lại được nhiều thứ, đổ lại chúng ta lại được an toàn cho cả gia đình của chúng ta. Không may có nhiều trường hợp nó rất trên hi hữu sơ sẩy ra cái là chúng ta nói chung là có tiền là không lấy lại được. Giờ chúng ta chẳng phải là khó khăn như ngày xưa. Tất nhiên là bản là thừa tiền hoặc là thế nào đó thì nó không phải. Có nghĩa là chúng ta bớt ra tiền ra chúng ta mua, giống như chúng ta mua một cái tủ lạnh, giống như chúng ta mua điều hòa thôi. Điều hòa có khi chúng ta còn mua 4-5 cái, nhưng có khi chúng ta chỉ bật 2 cái rồi, 2-3 cái rồi. Có mấy khi bật những cái kia chủ giả có khách. Rồi là điện thoại để cung khai chúng ta dùng 2-3 lần thì chán hoặc là chậm chúng ta đổi lên. Mỗi lần có khi tính ra chúng ta phải chi mấy triệu tiền điện thoại đấy. Thì chúng ta bỏ cái máy này là máy lớn rồi thì không nói, máy lớn là máy dùng cho gia đình công suất lớn, chẳng hạn như nhà có điều hòa, thậm chí là có những điều hòa cây này, hoặc là nhà nhiều điều hòa, rồi là bếp điện, rồi là lò vi sóng, lò nướng, nhiều thứ dùng đến điện, thì người ta dùng cái máy 20 kVA thì thoải mái. Thế còn những nhà phổ thông, nhà chúng ta thì dùng cái máy 10 kVA là em bán chạy nhất, hoặc 7,5 cũng chạy được. Thì những máy đấy nó rẻ hơn, nó chỉ như máy 10 kVA rơi vào 8,6 triệu rồi, còn cái máy này nhiều tiền hơn thì nó rơi vào 16 triệu. 16 triệu thì nó tương ứng với những nhà nhiều lớn điện hơn, thì người ta có điều kiện hơn thì sẽ mua những máy này được. Thì đấy, nhưng bỏ tiền ra một lần có khi chỉ bằng điện thoại, hoặc có khi chưa còn điện thoại, nhiều điện thoại là còn 20-30 triệu của chúng ta mua được. Thế nào như chúng ta lại sử dụng an tâm cả đời chúng ta, tức là không may có sơ sẩy gì thì cũng không sợ. Chẳng hạn như là bình nóng lạnh lâu qua nhiều lần sử dụng nó cặn, có bã đấy, nó gây ra rò điện ra, thì chúng ta tắm trong nhà tắm một mình thì chúng ta yên tâm. Bởi vì nó không phải là lúc nào chúng ta đi tắm là chúng ta cũng nhớ tắt điện đâu, mà nhiều lúc là chúng ta chừa vào tắm rồi, chúng ta muốn vào rửa tay thôi mà nước nóng đã qua những cái vòi các thứ rồi, chúng ta đã bị nguy hiểm rồi. Rồi là chưa kể chúng ta đang tắm hết nước nóng rồi chúng ta bị bật, hoặc là con cái chúng ta nó lúc nhớ lúc quên thì rất nguy hiểm rồi. Coi như chúng ta đặt cược mạng sống của mình cái át chống giật đấy, như cái át chống giật thì nó có thể hỏng các bác nhá. Đấy, không, chúng ta không nói trước điều gì. Một năm sửa hỏng thì 2 năm, 3 năm, 4-5 năm thì có thể nó hỏng nào chúng ta không biết, bởi vì chúng ta vẫn thấy nó điện đi qua, nhưng mà tình cờ chức năng chống xòa, chức năng chống giật nó đã bị hỏng rồi. Bởi vì bên trong cái át chống giật nó có những con linh kiện điện tử, không may chỉ cần sét đánh rồi nó đúng nguồn của nó thì nó hỏng, thì chúng ta thấy nhảy át chúng ta lại bật lên thì vẫn có điện dùng, nhưng mà chức năng chống giật là hỏng rồi. Thì chính vì vậy nó mới xảy ra những trường hợp bị tai nạn điện giật ở chỗ đấy. Chúng ta cứ nghe một nước, cả nước thì một năm theo thống kê nó có 3.000 vụ tai, 3.000 vụ điện giật đấy. Chúng ta có thấy không, quanh xóm làng hoặc phố phường chúng ta cũng nghe trường hợp điện giật điện loại kia, chúng ta nghe đâu thôi, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ nó về nhà mình, nhưng mà chúng ta chẳng biết được. Rồi là cột sắt mái tôn, rồi là cửa cuốn cũng bị, rồi những trường hợp sạc điện thoại còn bị, nhiều trường hợp lắm. Đây là muốn nói thế, nhưng mà các bác mua hay không thì cũng tùy các bác thôi. Em bán thì cũng không phải là tiền trong túi các bác, em không bắt ép các bác mua được. Các bác mua thì các bác có lợi, còn em bán thì em thì bán thì cũng được chút công, chung hài hòa hai bên. Nhưng mà em thì bán cái máy này em thấy nó em thấy nó thiết thực lắm. Từ em thấy nó kiểu như là nó thiết thực đấy, mình mua được thì nó tốt. Và em bán cái này em thấy nó mang tính kiểu như cũng nhân văn. Nói chung là mình thấy bán mà được các bác mà mua xong lại quay lại cảm ơn mình, rồi là mình thấy rất vui. Thậm chí các bác lại còn giới thiệu cho cả bà con, anh em hàng xóm, rồi là có người là mua hộ cho con, có người lại mua hộ cho ông, cho bà nữa. Bởi vì thấy nó hay. Rồi chúng ta đồ điện rất chi là nhiều, mà chúng ta có thêm cái này lắp vào tổng gia đình nữa thì quá chi là hay. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu về các tính năng của nó nhé. Đây là chúng ta bật bên này nhé. Bên này là bên chính nhé. Chúng ta bật bên này sẽ vừa ổn áp điện và vừa cách ly chống giật.
chứ không phải là bên này cách ly đâu, hai bên ở cách ly, bên này cũng cách ly du lịch, nhưng mà bên này lên thì nó sẽ điện vào bao nhiêu vôn thì ra bấy nhiêu vôn. Đây bây giờ em sẽ bật bên bin áp nhá. Đấy. Cho các bác xem này. Đấy. Và bên bin áp thì điện vào bao nhiêu vôn thì ra bấy nhiêu vôn nhá. Đây, em đo cho các bác xem này. Đây, em dùng cái đồng hồ chúng ta này. Đây đang điện ra các bác nhá. Đây. Đây điện vào này cũng 226 vôn này. Các bác nhìn chưa? Đấy cũng 225 phẩy mấy đấy. Trên này 226, nói chung là xanh sáng nhau. 225,3 này. Đấy. Đây đang có điện nhá. Đây mà em này cứ test phần này cho các bác xem này. Để em lấy một cái đinh sắt. Lấy một đinh sắt em chọc vào các bác xem nhá. Đây. Đây lấy một đinh sắt này. À đây đừng có cái nhíp này. Để em đo lại xem nào. Đấy, bút điện đỏ các bác nhìn này. Đây, em có cái nhíp này, em chọc vào này. Đấy, bút điện đỏ cả cái nhíp này. Đấy, mình cứ cầm tay này thoải mái này. Đấy, chân mình đang chân đất nhé, thậm chí chân đất mình chạm vào này. Chân em hơi bẩn đi chân đất. Đấy, qua chưa? Đấy. Vừa đây em đo cho các bác nhìn này, vỏ 225, 226 vôn này. Đấy, em đang bật bin áp mà điện vào bao nhiêu ra bấy nhiêu vôn. Đấy. Vừa đây em có cả cái bóng điện này. Mình cắm cho các bác xem này. Đấy, bóng điện sợi đốt đấy. Đây, đấy, thả cả cái ổ điện này vào cho nước này. Đấy. Các bác thấy chưa, dòng nó lên này. 0.9A này, bởi vì bóng điện nó cái tải là một nước này, một cái tải là hai nước này thì thả lâu rồi nước nó chỉ nóng lên thôi. Nhiều bác hỏi tại sao nó thả gom cả âm dương đây chúng ta sao không giật, bởi vì lúc này nước đóng vai trò như một cái tải này, nước sẽ lối cực loại một cực kia. Nước này nó giống như một cái dây dẫn nó nối từ nó bị nội sang bên kia, nó sờ nước này giống như chúng ta sờ một dây thôi, không gì cả, rất an toàn. Đây chân lên chân đất các bác nhá, test này cứ phải test chân đất thế này nó mới thực tế này, chân trong chân ngoài chứ không phải là chúng ta đeo dép thì không tính rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay đằng sau cho các bác xem này. Đằng sau cũng thế nhá. Các bác nhìn này, điện ra có gọc có hàng dưới là 0V 100 này, 200 220, 0V chung nhá. Và những cọc này gọc bằng đồng. Rất chi là to rõ ràng, chúng ta yên tâm, cọc rất to. Đối tổng gia đình thoải mái. Ở trên này hai cọc điện vào này. 0V bên này, dương ở bên kia nhá. 0V bên này, dương ở bên kia. Đấy, quạt gió này, số máy này, đấy, máy có số máy có thứ đầy đủ nhá. Công ty rõ ràng này. Đấy. Rồi là phiếu bảo hành này nữa này. Phiếu bảo hành này cũng có dấu chuyện của công ty này. Rồi thông tin rõ ràng này. Rồi là bản cam kết công ty là hàng chính hãng này. Dây đồng 100% này. Các bác phát hiện thay sai sự thật công ty sẽ đền tiền gấp 10 lần giá trị sản phẩm này. Có dấu chuyện này, có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty. Có nghĩa là dấu chuyện người ta đã chuyện đây, người ta ký đây, người ta phải chịu trách nhiệm trước cái bản cam kết này các bác nhé. Chứ văn bản là có tính pháp lý chứ không phải chúng em nói mồm hoặc là chỉ là viết tay thôi các bác nhé. Đấy, thì em bỏ ra em rút ra được đỡ lá này. Đỡ lá. Đấy, còn đây là điện ra nhé. Đây điện vào, dưới là cái dòng tải ampere này. Rồi là đây là cái mã QR này. Rồi là cái... Để chúng ta... lấy điện thoại chúng ta xoay đây sẽ lên cái thông tin... quét QR chúng ta lên sẽ lên cái thông tin của sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, là cấu hình sản phẩm các bác nhé. Đấy, hàng chính hãng thì nó có cả cái tem QR để chống... hàng gọi là để chống hàng giả, rồi nó đã lên thông tin rõ ràng của công ty này. Rồi các bác có thể lên Google search là công ty trách nhiệm ổn áp bin áp Vietnam Việt Nam đấy. Đây là công ty lớn, hàng công ty và hàng mới 100%, bảo hành 3 năm từ ngày em viết phiếu cho các bác. Nên các bác yên tâm nhé, và bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Các bác mua hàng được nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi là ghim điện vào test. Như em thế này ok, con này nếu mà phải thanh toán đấy chứ còn. Và phải hàng phải đúng mô tả nha, và đúng sự thật là chống thật. Có thứ như thế này thì em mới dám gửi cho các bác nhá. Bởi vì các bác, còn nếu không thì em là người mệt hơn. Em là vừa mới công đồng hàng, vừa mới tiết cước vận chuyển. Các bác thì không có gì nên là... các bác xem như thế này toàn bộ đó là sự thật nhá. Chứ không phải là em nữa, bởi vì cái này liên quan tính mạng con người. Em cũng không thể làm gì làm xăng được. Nếu không may làm sao thì em cũng không thể ngồi đây mà làm video tiếp tục. Mai kia em lại quay tiếp thì em kênh của em cũng ra video thường xuyên các bạn. Các bác nhớ ấn theo dõi kênh nhé.
Thế em báo lại cho các bác biết là cái máy này là 16 triệu đã bao ship gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc rồi. Các bác dù ngoài đảo hay là dù miền xuôi mình ngược đều mua được hết, xa gần đều mua được hết các bác nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.